Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung lên một cái video demo giới thiệu với anh em những cái món hàng mới về đây. Một cái con lưu tai hai cầu Sakai, máy OC 60 65 gì đấy. Lưu nhé, mấy cái Trung quay mấy món một lượt. Con này thì vừa quay thử nổ rồi mà bị dính ga rồi, để can thiệp vào cái phần ga. Nổ lên nó maximum ga. Máy này để rất là lâu không dùng nên nó bị dính thước ga rồi nhé. Thước ga của cái động cơ OC này nè, Vota OC nhé, bơm VR này. Rồi kéo cái dàn rung này, hai cầu này. Con này là HV, không biết HV mấy, 60, 61 gì đấy. Trung không có rành về cái món này lắm. Sakai HV đây. Một con 4D92. Quay những món vừa cắt trên xe xuống như thế này để anh em xem cái tình trạng của nó. Anh em thợ nhìn thấy được cái tình trạng của nó lúc mà chưa có vệ sinh rửa chứ gì hết. Anh em dễ cảm nhận về chất lượng hơn nhé. Máy xấu thì mình quay xấu, máy đẹp thì mình quay đẹp thôi, không có mong má gì thêm hết. Xe bình dầu ra dự định xịt dầu rồi, nhưng mà trời mưa tới rồi, không xịt luôn. Xịt dầu qua sơ sơ cho nó sạch sẽ. 4D92, máy ủi D2 nhé. Rồi, một con động cơ 490 Trung Quốc nhé. Hôm trước anh em nào hỏi cái bộ động cơ 490 Trung quên mất rồi. Anh em hỏi 490 thường, đây, cả con nhé. Đấy, tên tuổi của nó, công suất vòng tua đấy, 3244 kW đấy, đời 2006 các thứ đấy. Con này thì đã tương đối khô ráo rồi, xịt dầu rửa sơ sơ qua là nó sẽ sạch sẽ thôi. Lóc khô, bản chất nó khô sẵn hết rồi nhé. Ánh sáng buổi chiều đang chuyển mưa nữa, nó hơi tối tối một tí, anh em xem thật là chậm nhé. Đây này, Sakai này. Hình như là HV 60-61 gì đấy, anh em thở xem, anh em có rành cái món này, anh em để lại cái bình luận giúp nhé. Một cái con động cơ nữa là C330 Isuzu 98 ly nhé. Đại xe cuốc 03 này. Một con động cơ khá là quen thuộc. Đại cơ giới xe cuốc á, anh em có làm có lắp cọ hay gì đấy thì xem thử nhé. Lóc lành hết nhé nè. Tên tuổi có sẵn hết rồi đấy, dàn hơi tuyệt vời luôn. Rồi, 4 món nhé. Chung về được 4 món, chắc mai sẽ có mới thêm vài ba món nữa. Mai còn về thêm một số món đồ nho nhỏ nữa. Video demo thì Trung chỉ quay sơ như vậy nhé anh em, không có test gì hết nhé. Test thì Trung sẽ làm video riêng, từng cái video riêng để test. Cái con này nó hay hay này. Một thùng sắt, một thùng nhựa. Thùng sắt, thùng thủy lực này. Còn thùng nhựa để chứa nước cái gì đây. Rung direct luôn nhá. À đây nó có ly hợp từ, có ly hợp nhá. Dùng có cái cần ly hợp nó kéo cái gì đây không biết nữa. À có ly hợp nhá này. Cái dàn rung này. Đây, motor chạy đây, cao su rung các thứ đây. Cái bơm này bơm gì mai cạo tem ra để anh em xem luôn. Để xử lý cái ga nó tắt đã. Quay xong. Một khóa dầu không kịp với nó luôn. Này, dính ga rồi này. Rồi, mấy cái món hàng đơn giản Trung demo trước. Anh em có quan tâm đến món nào, anh em thợ ở gần thì cứ sắp xếp đến xem thử nha, tham khảo nha. Mưa đến rồi.